Làm gì trên phôi gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn quý hiếm này? Có lẽ đây là tác phẩm tiểu cảnh nhỏ mà có võ thực sự từ trước đến nay. Trên phôi gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn thuộc loại thượng phẩm với 4 tố chất là đen sẫm, chìm nước, kết tuyết và thấu quang. Sau một thời gian cân nhắc thì bác khách đã quyết định lấy hình tượng là 4 thành viên trong gia đình để đục chạm trên phôi gỗ quý này. Gia đình bác ấy có bố và con trai là tuổi gà nên chúng tôi lấy hình tượng gà con đứng sau gà cha như đang được che chở. Gà con cất tiếng gáy đón ánh bình minh như thể hiện sự vươn lên, phát triển và nối tiếp sự nghiệp của cha. Mẹ và con gái đều là tuổi Hợi nên chúng tôi thiết kế hình tượng là hai mẹ con đang rất là hoan hỉ, tươi cười với ánh mắt hướng về hai cha con như để kết nối và cùng xây đắp hạnh phúc gia đình. Sau hơn một tháng thì tác phẩm đã hoàn thiện trên chất gỗ hoàng đàn, đã phủ lên một cái màu xanh và sắc tuyết của cái tuyết trắng đúng với tố chất của loại gỗ thuộc cái hàng là tứ đại vương mộc của Việt Nam.